đi nhầm. Nhưng mà vẫn ăn như thường. Không được ăn cái nào đâu mà. Ông Phúc không biết. Đi. Đi không ăn. Đi. Để mai tôi tìm tôi cho ông xem. Không ăn con nào chứ. Ông ăn con xe của ông Phúc. Pháo ông không có ngoài. Ăn con xe xem. Pháo ông không có ngoài, ông bốp luôn con xe của ông Phúc luôn. Đi nhầm. Đi nhầm xuống đây này. Làm gì có ăn đâu mà. Không ăn. Đến lúc nào tôi tìm tôi cho ông xem buồn cười lắm. Nhưng mà cái trò lẫn thì lẫn là bình thường. Ủa, này lên thượng đây. Đâu không phải ăn qua đúng rồi đánh là xong. Ô đi nhầm nhưng lúc đấy không ai biết. Đâu lúc ấy phải xong đi nhầm lại và sau người đâu ô sẽ đi nhầm à. Có một lần lúc đi nhầm. Quả đánh quyền muỗng cả kiểu đánh nhiều quá. Không phải qua nó bút đầu anh cả còn qua nó kém qua đầu mặc áo cổ tay không gió lạnh qua đánh cổ đẹp bút đầu hôm qua thì tôi bị thua nguyên nhân là tôi lại không phải là bút đầu hay là làm sao mà tôi nguyên nhân là tôi lại cứ nghĩ đến bạn gái chính xác là như thế mà tôi đang cay cú thế là đối thủ thì nó toàn đi xe vào mồm mà mình lại cũng không ăn vì là mình đang mải nghĩ đến đi nữa anh bảo đi đấy đây chị nhung qua toàn đi xe vào mồm mình mấy ba lần thế nhưng mà mình lại không biết cũng đang nặng nề về là người ta thì cứ thích người có ô tô mua con xe như này mà xe mua con xe này mà không mua xe chạy cho rồi đây là mình mất xe mất xe nhưng mà cứ có người yêu là được rồi. Quan trọng nó là thế. Giá được cái gì? Thì không việc gì thì thôi chứ. Bắt tốt thì được mà tốt nhỉ. Bắt tốt. Chiều đây. Ai chiều đây? Chiều đây được. Không rồi. Cùng chú đấy. Chú đấy để chú xe lên. Chú thì phải chú đấy. Chú thế mới là chú. Chú gì chết đó. Cả. Đi chạy hết cả một đều nhá. Anh nhỉ. Một đều. Cái này toàn bị bỏ mồm như mình đấy. Có như mà tôi đang đỏ tình đỏ cờ bờ cờ. Ô đánh cờ thì nỗi cờ. Tôi đang dây đỏ của tôi đấy. Đánh cờ mới bảo toàn bị bỏ mồm như mình đấy. Em đánh cờ mình thì lắng, hôm nay anh đánh một cú đánh cờ. Vâng, hôm nay là tôi xuất sắc. Lỗi cờ. Nè. Ui là bên đỏ hôm nay cũng xuất sắc nữa. Vì hôm nay bên đỏ là đỏ từ sáng. Em anh đúng 5 ván rồi, thua đúng cả 5 ván này. Rưới dự bán, bắt tay bán. Đúng là ván, thua cả 5. Nếu mà không thua cả 5 thì là nhân đôi. Nhân đôi luôn. Không, thua 4 là coi như thế bị thua. Ừ, là có nghĩa là thua 10. Thua 10 nhá. Rồi. Nếu mà 5 ván liền này mà không thua được ấy là nhân đôi. Ok. Là có nghĩa ông tiếp là thua vào 10. Đúng rồi. Được rồi. Giờ tôi là trọng tài nhá. Được rồi. Từ ván này. Phải bắt trượng của ta đấy. Bắt đi. Anh bảo chỉ cần thắng một ván thôi là anh được 10 ván. Đúng rồi. Cứ nghĩ đối thủ là gà thế này. Ôi anh cứ bình tĩnh để em đánh rồi. Anh cứ được em đánh anh xem. Đi đi. Cứ ngồi yên thế này. À, nếu mà tính thế thì ấy. Một. Có nghĩa là anh bảo chỉ cần thắng một là đã bằng thắng 5 ván. Chịu. Đúng không? Không tính 10. Tính 10 nó cao quá. Nhỉ. Yeah. Thách bao nhiêu thì thua bấy nhiêu. Ta nói lại từ xưa đấy.
Chuyện tình là bao năm qua em gói ghém nhiều kỷ niệm. Tuổi nắng con đường xưa sập vốn là sức cao rồi niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta nối lại tình cố nhân. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và thanh bao la. Em gói ghém nhiều kỷ niệm. Tuổi nắng con đường xưa xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và thanh bao la. Ta bắt bí nhau nước này, cái chùa trẻ con bắt bí nhau. Chùa trẻ con bắt bí nhau nước này. Ai nói cái câu ấy nhỉ? Đi trẻ con tôi, hồi trẻ con tôi toàn bắt bí. Người khó cái nước này thôi. Đây là ở đây này, đúng rồi, chính xác. Mình còn một xe một pháo. Không được, để em nguyên đấy. Trò này bất hòa mà. Hóa thì anh bật bí nhau đi. Chơi trò bật bí. Anh đúng rồi là anh chơi, nhưng mà bật bí nhau nước ấy. Bí nước người ta đi chứ đâu. Vào đây. Bí là do mình đặt ra. Đúng không? Buồn cười cái đằng dừa đấy. Được rồi, đằng dừa là tôi chỉ đằng trông, tôi cũng đằng dừa đó. Trông là vợ anh. Đuổi xe. Anh mà... cứ bình tĩnh. Anh không phải đập. Đi. Anh cho đập đi. Anh đập lộ. Anh đập hộ thật. Lộ. Lặng yên ở anh không phải đập. Đập đấy. Đấu xe đi. Đấu xe. Bảo đập là đấu xe mà không đấu. Đây đây này. Con mã của trời. Chiếu. Này đây. Rồi đây là đã qua một ván. Nè, một ván đây. Đánh vào đây. Ai đánh vào đây điên. Điên mới đánh vào đây. Ừ. Chiếu xuống đây thằng. Xuống đi. Chiếu lên đây đánh. À khôn nhỉ. Chơi vui anh bảo nhé. Đi. Đừng dân trí anh. Anh thả lỏng cơ thể ra. Thiệt. Anh thả lỏng cơ thể ra. Được rồi. Thả lỏng cơ thể yên tâm. Đã tốt. Thua thắng không giải quyết. Được không run. Ai lại run. Bắt được. Không giải quyết cái gì cả. Bắt tốt. Cứ bình tĩnh. Được rồi, yên tâm. Vui vẻ là anh có vốn nhiều mà. Không vì một câu nói gì mà mình vọng động. Anh hiểu không? Yên tâm. Anh phải bản lĩnh đúng không? Đúng rồi, tôi vẫn bản lĩnh. Bản lĩnh mà vui vẻ cơ. Đâu có vui vẻ. Ừ đấy, vui vẻ thả lỏng cơ thể. Quá cái xe. Đi. Còn thế này là xong rồi. Đã qua 10 ván. 1-1-1-5. 1-5. 1-5. 10 ván. Được không? Vừa nãy 5. Ô anh Bảo ơi. Anh Bảo ơi. Đủ đâu có xe gì anh. Mình đánh toàn đi võ mồm. Thế là sướng chạy nhỉ. Nào anh.